có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên ai, để chẳng may đừng về chưa đông đã sẽ có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng rằng nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Để tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Thì bên nhau như